số phước liên hợp nha cha, thì mình đổi dấu làm sao thôi. Thì mình chọn thằng A ha, đổi dấu đằng sau nha, trước giữ nguyên đổi dấu đằng sau. Một A. Câu 2, hình chụp có đáy bằng 3, chiều cao bằng 4, diện tích xung quanh của hình chụp. S xung quanh chụp nè. Đó, cứ làm biết nên nhớ. Bằng 2 bi là được chưa? 2 bi là số viết lại, L là bán kính đáy. Chiều cao bằng 4, chiều cao chính là đường sinh L luôn. Bằng nhiêu? 24 bi. Đáp A ha. Rồi câu 3, họ nguyên hàm, quá dễ này. Nguyên hàm của sin thì ra trừ cos. Nguyên hàm của trừ 4 x mũ 3 là x mũ 4 chia 4, tức là trừ x mũ 4 cộng c. Thì mình chọn nào? Nếu nguyên hàm của sin là trừ cos nha. Rồi, vậy là chọn đáp án C. Rồi câu 4, thể tích thì cứ V thì bằng bi con jun even nha. Dx x1 x2, bi x1 x2 đề chưa có cho thì phải tính. Tính thì mình cho 2x bình trừ x trừ 1 bằng 0, tương đương x bằng bao nhiêu? Chẳng qua A, B, C bằng 0 thì chắc chắn nó có nghiệm là 1. Nghiệm còn lại là C chia A, tức là trừ 1 phần 2. Mình bấm máy nó cũng ra ha. Rồi từ nhỏ đến lớn, vậy V bằng cái gì? B nè, tích phân từ nhỏ đến lớn mà. Y bình tức là 2x bình trừ x trừ 1, tất cả bình để x. Bấm máy cho nó nhanh. Bấm máy con jun, đóng ngoặc bình 2x bình trừ x trừ 1. Khi thầy làm á, mẹ cũng nên lấy máy là ngồi làm, mình bâu là mình làm. Đừng nghĩ cái bài dẹt nó mốt đi thi sẽ làm. Không, mình cứ làm như theo thói quen, nó vô cái phản ứng mình luôn. Còn bài này mình cứ thế mình làm, nó quen chứ. Chứ đừng có chủ quan, còn bài này dễ quá, bấm máy chắc là ra rồi. Trăm hay bằng tay quen, những cái bài dễ là cứ mình cứ làm giống như thật vậy. Cứ làm bình thường. Giống như thầy giảng mẹ, thầy biết mẹ biết làm bài này, nhưng mà tại sao thầy cứ phải dạy nặng lại. Để cho lần nào cứ nghe riết rồi hồi nó nhập tâm đi thi, không cần phải nhớ gì, phải sang như vậy luôn. Giống như cái mắt mình nè, cứ nước mắt mà nó bắn cho nước mắt mình á, được chưa? Ví dụ như ai lấy nước bậy ở mặt mình á, thì tự nhiên phản ứng tự nhiên mình phải nhắm mắt lại, nó là phản ứng tự nhiên rồi, chứ không bao giờ nó thành kinh nghiệm. À, nó đang vẩy nước cho mặt mình nha, sẽ bị ướt nha, mình phải nhắm mắt lại, không cần nữa, phản xạ luôn. Làm cái bài này vậy, mình cứ làm như bình thường, kẻ nó tốn thời gian một phút cũng được, mà cứ làm như thật, lấy máy ra bấm như thật thì được. Để chờ nó đi vô cái phản xạ luôn, là đi thi gặp cái bài này mình cứ thành phản xạ luôn, cần phải nhớ rất nhiều này. Rồi bấm trừ 1 phần 2 đó, tôi cũng phải bấm. Khi mình bấm thì bấm từ đấy đây thôi, mình không bấm chữ bi nha. Nhưng mà làm ơn khi làm xong là phải nó có bi nha. 81 phần 80 bi chưa? Yeah. Có bi nha. Rồi chọn nào? C. Rồi câu 5 là hay nè. Câu 5 là hay nha. Tập trung nghe câu 5 nha.
Câu 5, nếu nó hỏi điểm cực trị thì quá dễ rồi đúng không? Nó hỏi giá trị lớn nhất à. Mà nó không cho, em biết nó cho em phải. Thì trước tiên mình cũng phải tìm những cái chỗ nó bằng 0. F phải bằng 0. Bằng 0. Cứ mũ chẵn là không có tính nha, mũ chẵn là ra nghiệm chép không có tính, tính nghiệm lẻ. Tương đương x bằng 0 này. Cái này bằng 0 này. Trừ x bằng 0, x cũng bằng 0 ha. X trừ 3 bằng 0. X bằng cái gì? X bằng 0, x bằng 3. Nhận hai loại. Đề bài lấy yêu cầu lấy từ 0 đến 4 đúng không? Nhận hết hai hàng nha. Rồi, bây giờ mình vẽ ra. Vẽ ra. Cứ làm cho đều tay, ngày nào cũng làm chút. Nghiện thì mình là 0,3 nha. Khi mình vẽ này thôi. Khi mình làm bảng biết thêm đó. Đây là F phẩy nha, cái này là F này. À, dấu. Dấu, dấu trừ nha. Này dương nè. Thằng này là dương nè. Vì lấy dấu thằng ít nha, thằng này âm nha. Trừ nhân cộng thì là trừ. Qua. Đổi. Thằng 2 đúng ra cũng là nghiệm nha, vì nó là tìm kép. Thì kép mình rút luôn đi. Khỏi vẽ làm gì hết. Đúng là này vẽ cái nghiệm 2 ở đây và nó 2 dấu cộng. Một cạnh nó không quan trọng. Rồi, âm đi xuống, dương đi lên. Âm đi xuống. Đi xuống cũng trừ vô cực. Rồi khí bằng 3, y bằng mấy? Đủ biết là đủ tính được e ấy không? Thì ghi là F3 thôi. Nghĩa là khi x bằng 3, y bằng mấy? Như này đẹp x nè. Vì để đâu cho F x để tính đâu. Không, ghi F3 thôi. F0. Rồi bây giờ mình xét ra từ 0 đến 4 nè. Thì xét từ 0 đến 4 thôi. À. Nghĩa là mình lấy cái này thôi. 4 nằm vô đây. Chờ hai bên này là bỏ. Tính. Đó, chỉ lấy được 0 đến 4 thôi, vì đề bài yêu cầu 0 đến 4. Được chưa? Rồi trong cảnh này mình thấy nè, cái F của mình đó, nó đi lên F3 rồi đi xuống. Vì F3 là lớn nhất đúng không? Đúng không? F3 lớn nhất. Mình chọn C, F3. Đó. Mặc dù biết F là cái gì. Đó, xu hướng bây giờ mà này cô cho đề là luôn luôn chỉ cho F chung chung, F và X thôi. Còn cho những cái khác, chỉ cho cụ thể anh em bấm máy anh em làm được hết rồi. Thì khi đó mình phải vận dụng kiến thức của mình về lập bảng biến thiên, về khảo sát hàm số mình mới suy luận được. Được không? Chứ bấm máy không ra đâu. Giống như câu 6 vậy. Đó, cái đề này tôi cũng thấy nó hay hay. Câu 6, nha. Nó chỉ gặp hình vậy thôi. Dạ. Ô nè. Rồi. Nó hỏi phương trình F bằng 3. Có mấy nghiệm? Rồi. Rồi. 3 nằm chỗ nào? F bằng 3 nằm chỗ nào? Ba này nằm hợp lại đâu đây đúng không? Được chưa? Lo, nằm phía trên thì nó chỉ cắt chỗ này thôi. Nhớ cắt cái đường này nha. Đó, cắt cái đường này thôi. Chứ không có tính cái đường ở giữa nha. Để hai nghiệm. Được chưa? Bây giờ nó bán nào? B.
Rồi câu 7. Đồng biến hoàng nào? Nghĩa là y đi lên được hoàng nào? Y đi lên phi ít thuộc hoàng nào? Dạ. Mình đi cái hình nào? À, y đi lên y lên là thằng nào? Y lên chỗ này đúng không? Ừ, chỗ này. Đâu là đây? Dạ. Rồi mình tính từ đây nè. Tiếp tục ở đây đây. Thì theo cái hình của mình là x nằm ở đây, tức là này trừ 1 nè, trừ 1 cái 0 rồi 1 cái dương vô cực. Dạ, trừ 1 cái 0, 1 cái dương vô cực, trừ 1 đến 0 thì chờ đó A ha. A dạ 1 3 bài này họ có ghi nhiều không ạ? Rồi từ cái bài viết thêm thì mình có thể vẽ như vậy. Dạ chịu chịu một nè chưa này cái ít nha. À không, sẽ được không cần ít là trừ một, đây đi trừ một, trừ một, một thì nó không xác định nha. Còn mình vẽ nè, vẽ từ không lên ba, xuống âm vô cực, âm vô cực nó cũng dây, vẽ sao để thể hiện là cái âm vô cực nó thấp hơn cái không này. Chứ trong cái mạng viết thiên á, không nó đứng ngang âm vô cực thì mình nhìn mình không biết đâu, mình phải vẽ sâu phía dưới ba trên cùng, được chưa? Và ba trên trên cùng dương vô cực trên cùng để làm vẽ gì nè, không dưới đây nha, nó lên tới ba xong nó xuống âm vô cực đó. Còn bên phía thằng 1 này là gì? Vì đây là khoảng xác định bên trái, còn đây là khoảng xác định bên phải, nó khác nhau. Ở đây là dương vô cực, nó phải tuốt ở trên đúng không? Nó xuống tới đâu? Trừ 1. Thì trừ 1 so với 3 nó không nằm ở đâu? Nó không thể nằm ngay chỗ không được, trừ 1 phải nằm thấp hơn một xíu. Đó, mình phải vẽ sao để mình thấy được cái thứ tự số 3, số 0, số trừ 1. Số 3 nằm trên chút, số 0 mày nằm ở giữa, trừ 1 thấp hơn chút, thấp nhất là trừ vô cực, cao nhất là dương vô cực. Đó, mình vẽ sao mà thể hiện được cái điều đó, được chưa? Rồi bây giờ nó hỏi gì? Em có 3 nghiệp phân biệt đúng không? Chỗ nào có được 3 nghiệp phân biệt? Chỗ hai gạch này không có tính nha, mày phải không xác định này, không có tính. Thì chỉ cái chỗ này là nghiệp phân biệt thôi, được chưa? Mà cái chỗ không này là trừ vô cực nên không có tính nè, à. Không tính nha, không tính, tại vì tại khi hít nó là trừ vô cực thì này nó là số 0 nên không được tính chỗ này. Số 3 thì được tính nè, à. Số 3 được tính nha, mình lên thứ 3 đâu còn 3 nghìn đâu, được chưa? Vậy M phải nằm chỗ nào? M phải nằm từ 0 cho đến 3. Mà lưu ý nè, số 0 thì không được tính vì khi x là trừ vô cực thì y mới là 0, vì chỗ này là cái giới hạn thôi, cái lim của nó thôi, chứ không bây giờ nó có cụ thể, thì giờ số 0 không được tính. Số 3 cũng không được tính luôn, vì khi nó chạm tới 3 thì còn có 2 nghiệp, được chưa? Thì mà làm được 0 đến 3 phải có bao nhiêu nghiệp nguyên đúng không? M nguyên 0 đến 3 bao nhiêu M nguyên? Thì M là 1, 2 thôi,
Dạ, 2.000 nguyên. Vậy 8D. Dạ. 8D. Rồi. Thầy cô 9 thì dễ rồi. Điểm nào không mặt phẳng thì lấy 3 số lần trước nha. 3 số trước. Chừng nào nó hỏi vector chỉ phương thì mình lấy 3 số đi với chữ T. Còn nó hỏi điểm thì lấy 3 số lần trước. Vậy là đáp án nào? 1-3-4. 1-3-4 thì là đáp C ha. Cẩn thận, nhiều khi trong 4 đáp án này không có, mình phải cho T là những giá trị 0, 1, 1, 2, 2 gì đó, mình phải thế vô thì mình mới được, mới tìm được cái điểm nha. Đề này còn dễ. Câu 10, vector chỉ phương này lấy 3 số dưới. 3 số dưới. Dạ. Là 3, 2, 5. 3, 2, 5 là B. À, 11. Tranh thủ của bạn bên đây. Có như cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh và 4 chiếc ghế kia thành một hàng ngang, cũng như thừa thôi. Được chưa? Ví dụ như có 4 đứa ABC, xếp cho 4 cái ghế. Được chưa? Ghế đầu tiên có 4 cách, vì A cũng được, B cũng được, C cũng được, D cũng được. Ghế thứ hai, ví dụ như thằng B nó ngồi đây rồi thì thằng thứ hai không được chọn B nữa, thì còn 3 cặp. Thằng hai thì là A, C hoặc D thôi. Chúng ta giảm dần. 4, 3, 2, 1 là bằng bao nhiêu? 4, 3, 12, 2 là 24. 24 trở nên A 12. Tính thẳng tích đúng không? Rồi. Về chót bằng 1/3 diện tích đáy. Diện tích đáy là hình vuông ABCD. Phải vẽ hình nha. Nhân chiều cao SA vì SA vuông góc với đáy, đúng không? Mà đáy là hình vuông nên bằng cạnh bình phương. Phải bấm chữ A nha. Diện tích hình vuông này bằng cạnh bình phương nhân chiều cao căn 6 bằng nhiêu? 3 căn 3 mình là 3 hết, căn 6. Đơn vị lúc thầy tức nào A cũng 3 ha. Rồi coi kỹ nè, vì đó A nha. Thể tức lúc nào đơn vị cũng là A. Vì đây là A bình. Vì đây là A. A của 3 căn 6. Đứa nào sớm sáng nhìn vô D là thầy nha. Đó là A nha. 13 co trừ người gà cô đê. Bị lừa cô đê. Rồi 13 thì dễ rồi. Lốc cơ số 5 của A B. Nói chung thầy cứ làm câu nào thì cứ làm đều đặt hết. Bạn nào giỏi rồi thì cứ tua qua, bấm qua. Mày học nhanh được mấy cái câu dễ rồi, ngày qua bên cái nhóm giỏi á, mình xem tiếp những câu khó ha. Còn tinh thần là thầy cứ dạy những bạn trung bình yếu vẫn có thể hiểu được. Còn đến nào giỏi thì qua những câu khó ha. Có nhiều khi khó quá là không hiểu được, bắt đầu la làng ha. Tự ti nản. Mình nghĩ trước giờ thế giới nó chỉ bằng cái vuông này thôi. Chứ chỉ ít ngồi đây giếng, cái thế giới nó chỉ bằng cái vuông tròn. Khi mà leo lên giếng là thấy ồ, thế giới nó mới rộng lớn. Mày khó mày.
nhiều khi làm mấy cái đề minh họa của bộ em thấy ổn dễ dễ không à, làm mấy cái đề đầu tiên này cho thấy dễ dễ tự nhiên câu khó gì vòng vòng vậy thôi mà bung ra câu khó khác bắt đầu nản tự ti được chưa. Rồi lớp 5 AB rồi tắt ra thôi lớp danh thì bằng lớp cộng lớp. Dạ yeah. Lớp A nhân B của 5 bằng lớp cộng lớp quăng số 5 ra ngoài. Đây bằng 5 là lớp B. Cái phần nào lớp A cộng 5 lớp B góc C đúng không? Còn 14 chip xô bấm máy thử đáp án được chọn mà thầy khuyên nên cứ làm một thì mình đổi thành ba đúng không ba đúng một là ba nha ba đúng không là một nha đề bài cho số một vậy tức là x bình trừ 4x cộng 3 bằng không thì bấm máy bằng bao nhiêu nè a b c bằng 1 người ta hay cho cái phương trình kiểu vậy 1 trừ 4 3 là không thì luôn luôn có nghĩa là 1 thì còn lại là c chia a 3 chia 1 là 3 thì là 1 qua xem có những điều kiện gì không không có những điều kiện gì hết ha thế 1 vô cũng đúng mà thế 3 vô cũng đúng thì là chọn b. Còn 15 15 bấm máy nha, bấm máy ra 22 Z1 ra nhiều Z2 ra nhiều rồi 1-2 nha rồi bấm bấm xô đi cho bạn giải phương trình chứ bây giờ dùng máy cũ đi máy mới thẳng không quên bấm mang nghiệp ha đâu lại cái phương trình năm đâu lần đây 1 trừ 4 5 1 5 3 1 trừ 4 5 rút kinh nghiệm lần trước nha cứ 2 đảo lại nha máy nó ghi 2 chữ y là z1 đúng không 2 chữ y luôn luôn mặc nhiên nha cái thằng z2 là dấu cộng cái thằng z1 là dấu trừ đi mặc dù máy là tính ngược lại mình rồi đề bài cơ tính gì mô đun của z1 bình cộng mô đun của z2 bình máy tính cho nó nhanh nha chân thế z1 với 2 như đây bấm nhưng trước khi bấm thì bấm 1-2 dùng complex chân rồi muốn bấm mô đun tức là shift hit nhập cái z1 vô tức là 2 trừ y nhập vào đây muốn bấm chữ y thì bấm cái nút ở trên số 8 được chưa rồi nhớ bình phương lên rồi ship hip ra chỉ tuyệt đối chỉ đối thôi thật ra nó là mô đun nha mô đun bình mô đun của hai cực y bình và 10 chưa đó là bình nhập này mô đun thằng này đó là hai bình với trừ một bình đúng không hai bình với trừ một bình tức là 4 x 1 là 5 tức là căn 5 này là căn 5, căn 5 bình phương là 5 thằng này cũng là căn 5 bình phương là 5 5, 5 là 10 5. B mô đun tức là căn thực bình cộng ảo bình 16 tranh thủ mô đây luôn
Năm nay nghe nói có một vài trường đại học nó tuyển sinh đó là nó làm từ luận đó nha, nó không làm trắc nghiệm. Theo tôi thấy toán là nên làm từ luận, làm trắc nghiệm bốc máy lắm. Và khi em lên đại học không có trắc nghiệm đâu nha, lên đại học là phải trình bày quan điểm mình ra, phải làm từ luận, làm nhiều cách ngắn dài quan trọng. Với phổ thông thầy cô hay đặt nặng vấn đề trình bày, nhưng mà lên đại học thì khi nào em làm luận văn nữa đặt nặng trình bày nha, hoặc là cứ ngồi tính. Con 16 tích vô hướng. Dạ rồi, cái phần A là nhiêu? 321. Vector B trừ 5, 2, trừ 4. Nói chung mấy câu này dành cho mấy đứa trung bình yếu nó biết điểm đi ha. Nhân dọc cộng lại. Tích vô hướng là nhân dọc cộng lại nha. 3 nhân trừ 5 nè, cộng 2 nhân 2 nè, cộng 1 nhân trừ 4 nè. Rồi, trừ 15 với trừ 4 là trừ 19. Trừ 19 cộng 4 là trừ 15. Nói chung là 4 với trừ 4 hết nè, trừ 15. Dạ. À, 17. Đường thẳng qua rồi, có cái là nhìn B chắc. À, qua qua là 1, 2, 3. Nguồn gốc với mặt phẳng P, cái là cái vector chỉ phương của thằng D chính là cái vector pháp tuyến của thằng P. Vì lý do đường thẳng nó vuông góc với mặt phẳng đúng không? Thì nên cái vector pháp tuyến của mặt phẳng này nó cũng chính là thằng chỉ phương thằng D luôn, được chưa? Nhiều pháp tuyến này lấy ba số đằng trước nha, 3, 4, 7. 3, 4, 7 mà nhìn giống nào? 1, 2, 3. Coi chừng nó lừa nha, coi chừng bị lừa, coi chừng bị lừa. À, cái đề mình là vậy tạm thời nha. Tại cái phương trình đường thẳng này nó lừa nhau chỗ này. Khi mình lấy một điểm với lại vector chỉ phương mình viết rồi, nhưng mà người ta căn cứ vào đó, người ta lại đổ cái điểm khác, cho cái điểm khác đang viết phương trình đường thẳng lên. Cái điều này mình nói rồi nha. Theo đúng những cái gì mình đang làm là 1, 2, 3 cộng 3 trừ 4 cộng 7. Vector chỉ phương thì không bao giờ thay đổi nữa đó. Vector chỉ phương chỉ có đổi dấu thôi nha. Vector chỉ phương chỉ đổi dấu, hoặc là tỷ lệ thôi, chứ không có thay đổi lung tung được nha. Rồi mình xem nè. 3 trừ 4 7 đổi dấu, nếu mà có đổi dấu là đổi dấu thành gì? Trừ 3 4 trừ 7 đó, chỉ có thể hai cái tờ chỉ phương thôi, hoặc là 3 trừ 4 7, hoặc là trừ 3 4 trừ 7 thôi, chứ không có lung tung nha. Xem thằng nào đúng. Thằng A là sai nè, 3 trừ 4 7. Ồ vậy dễ rồi, 3 trừ 4 7 là cái tờ chỉ phương rồi, 1 2 3. Nhìn cho kỹ nha. B, bài này không có lừa. Chứ đúng bài lừa là bốn đáp án không có thằng nào giống này hết. Nó chọn cái điểm khác để nó biết phương trình D lại lần nữa. Bây giờ đây là 1, 2, 3 thôi. Giờ trong đây là số 1 đi. Khi trong đây là số 1, tức là mình sẽ có là 4 trừ 2 10. Người ta chọn cái điểm 4 trừ 2 10, người ta thay vô đây vector chỉ phương như cũ. Đó, nhớ vậy. Nhưng bài này dễ rồi. 18. Rồi,
tính từ 2 đến 5 đúng không? Khỏi ghi chép này nha, một câu quá. Rồi mình sẽ tắt ra. Từ 2 đến 5 mình chèn số 3 vô. Chèn số 0. Chèn số 0 cho được không ta? Thôi giờ mình làm vậy đi. Cái khúc to nhất đúng không? Họ ghi lại cái đề này phân tích nè. Bài hơi đều đều nha. Nó cho từ 0 tới 2 F đi nè thì bằng 5. Nó cho tiếp từ 0 tới 5 F đi nè thì bằng 3. Nó kêu tính nè. Từ 2 tới 5 được chưa? Rồi. Vậy trong ba cái này, cái khoảng nào rộng hơn lấy khoảng đó mình xử lý. 2 đến 5 nó còn ngắn lắm. 3 thôi đúng không? 3 đơn vị thôi. 0 đến 2 nó còn ngắn lắm, 2 đơn vị thôi. Nhưng mà từ 0 tới 5 nó 3 tới 5 phút rồi. Lấy thằng này xử lý, được chưa? Rồi nhìn. Vậy con zoom từ 0 đến 5 bằng lấy số 2 chèn vào đây nha, có nghĩa là từ 0 đến 2 trước. Được chưa? Xấu quá các bạn. Rồi, cộng nha. Từ 0 đến 2 trước cộng từ 2 đến 5. Đó, công thức. Rồi giờ biết thằng nào thay thằng đó vô. 0 đến 5 là nhiêu? Trừ 3. Nè. 0 đến 2 là 5 đúng không? Cộng lại này. Rồi, vậy chuyển 5 qua đây. 5 chuyển qua là trừ 5, trừ 5 với trừ 3 là trừ 8. Vậy trừ 8 sẽ bằng con dung từ 2 đến 5 Fx đi. Cái chữ x ở phía sau á của chữ f á, chẳng qua ý nghĩa là cái biểu thức f này theo ẩn x. Còn nếu mình viết chữ t á, như ft á, thì biểu thức f này theo ẩn t ha. Fy đúng vậy. Biểu thức này theo ẩn ẩn y. Mình chọn chữ 8 là vô c ha, c 19. A lúc 34 cho A bằng lốc 34. Giờ khi đó tính lốc 16/81 tính nè. Lốc 16/81. Cái này dùng máy tính thì được nha. Dùng máy tính dò đáp án rất là nhanh. Giờ thầy muốn em làm đàng hoàng để hiểu. Vì vậy lớp 3, 4 là nhiều bấm máy thì mày A ra số cụ thể nha. Được chưa? Lớp 3, 4 là nhiều bấm máy nè, chỉ là A là số cụ thể. Rồi mình bấm lớp 16/81 là nhiều ra số cụ thể. Rồi mình thay cái A bằng cái này vô 4 đáp án, được chưa? Giờ mình cắt bộ là máy tính nè. Dùng máy nè. Đấy, những cái dạo là từ con rồi vậy. Đôi khi có những bài thầy cô không để ý bớt máy được, không máy. Thay A bằng lốc 34. Bấm máy lốc 34 nhiều. Bấm máy 26.
xấp xỉ nha. Rồi thay bốn đáp án, thay vào bốn đáp án. Dạ, ví dụ đáp án A là nhiều. Đáp án A là A chia 2 đúng không? Mà A là như đây. Được chưa? Bấm đây. 1,26 chia 2 bằng 0,63. B nhiều. 2 chia A, 2 chia 1,26 bằng 1,58. C, 2A chia 3 bằng 0,84. D, 3 chia 2A ba phần hai nhân 1,56 bằng 1,89. Đó, 0,63. Tầm bấm này ra nhiêu? 16,81 1,58. Mình chọn B. Được chưa? Nhưng học bài lên đại học là ngu người luôn nha. Yeah. Lên đó mấy ông thầy bà cô trên đại học sẽ chửi mấy ông thầy bà cô ở dưới phổ thông mà. Cứ vậy cho nó bấm máy xong rồi chẳng biết làm gì hết, suốt ngày bấm. Dạ. Yeah. Rồi. Vậy thì nếu làm được làm sao? Giả sử trường mình nha, mà kêu làm được bài này, làm cái này là không điểm nha. Giả sử nó cho đáp án đi. Nó kêu tính log 16,81 neo A không cho đáp án. Làm kiểu như điền khuyết ấy. Làm sao? Rồi đưa về cùng cơ số thôi. Đưa về 3 với 4 nha. Đưa về 3 với 4 được không? 16 là 4 mình đúng không? Mười sáu tức là 4 mình nè. 18 tức là 3 đúng không? 3 mũ 3 7 3 mũ 4. Được chưa? Thì cái mũ 4 mình đưa ra phía trước, cái mũ 2 đưa ra phía trước thì bằng cái gì? 4 phần 2 log 43. Được chưa? Bằng cái gì? 4 phần 2 là 2 log 43. Log 43 đảo lại thành 1 chia log 34. Tại sao phải đảo lại? Vì đề bài cho log 34, đề bài đâu có cho log 43 đâu đúng không? 4 với 3 đảo lại, thằng 3 xuống cơ số, thằng 4 đi lên thì lấy 1 chia ha. Có thức rồi. Mà log 34 đề bài cho bao nhiêu? Bằng A đúng không? Thì bằng 2 chia A. Cho đáp án B. Được chưa? Đó, nên làm như vậy để hiểu. Thì khi bấm như thế thấy còn lâu hơn là nhanh hơn ha. 20. Xem mấy clip nó còn chạy không? Vẫn chạy tốt. 20 được 40 phút rồi. Rồi 20 là cấp số nhân đúng không? Số nhân thì có công thức là U1 sẽ đối U3. U3 thì sẽ bằng U1 nhân cho Q. Mũ cái này bớt 1 đi. Mũ U3 thì là Q mũ 2. U10 tức là Q mũ 9. U15 là Q mũ 14. Mỗi lần mũ bớt 1 đi ha. Và U1 đề bài cho bao nhiêu? Là 3
quy cho bao nhiêu là 1/4. Rồi nhậm nước đây. Vậy là bằng 3, 3 nhân 1 bình là 3, 4 bình là 16. 3 phần 16 đúng cô B. Mấy em tập nhậm đi, nó nhanh hơn mình bấm máy. Tiếp xúc với mặt thằng P. Các bạn này giống như làm rồi. Mặt cầu tâm y và tiếp xúc là thằng P. Chưa? Y đây 5 2 3. Nói chung khoảng chừng 25-30 câu đầu mấy em sẽ làm nó sẽ giống nhau. Tại vì nó toàn là kiến thức cơ bản. Cho những cái đứa mà học yếu hoặc trung bình lấy được 5 điểm tốt nghiệp. Nhưng phải học mới biết nha. Hoặc là nhiều khi học rồi nhưng mà bị lừa nữa ha, sẽ bị giảm điểm. Nhưng mà từ câu 25 trở đi hay là 30 trở đi là bắt đầu mới biết nhau. Lúc đó mới so xem nào giỏi hơn. Còn 25 với 30 câu đầu nó chung gì vậy, nó sẽ giống nhau. Mặt phẳng P 2 2 1 1. Dạ. Rồi. Mặt cầu tâm y tiếp xúc vào thằng P. Đây mặt cầu đây là bé nhỏ xíu nha, tiếp xúc vào thằng P. Thì cái bán kính mặt cầu chính là khoảng cách, dạ. Bán kính mặt cầu chính là khoảng cách từ y xuống P. Biết nhỏ nhỏ rồi. Đủ chỗ rồi. Bán kính chính là khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng P chia tuyệt đối, chia cho cái căn, lấy y thay đô P rồi thay vào chia tuyệt đối. Căn là cái căn của P, y thay đô P, 5 thay vào x, 2 x 5 là 10, 5 thay vào y, so đi, x thì thay vào x nha, y thay vào y, 2 thay vào y, 2 x 2 là 4, trừ 3 thay vào z, cộng 1 thay vào vế trái nha, chia cho cái p này căn bình, 2 bình, 2 bình, 1 bình, các bạn bao nhiêu? Ở trên 4, 14. Cộng 1 là 15, 15 trừ 3 là 12. Nếu số âm đổi thành số dương nha, vì có dấu gì thì đối. Ở dưới là căn 9 là 3, thì R là 4. Vậy phương trình mặt cầu là bình phương cộng bình phương cộng bình phương bằng cái bán kính là bình phương. R bình đó nha, 16 là R bình đó. Rồi x trừ y trừ z trừ trừ đi cái tâm. Cái tâm là 5 2 trừ cho trừ 3 tức là cộng 3. Rồi nhìn giống nào? Chút bên là 16 là a với b. Rồi trừ 5 đúng không?